Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 206. Chương 2051. Phần trăm nghệ thuật cực cao 1. Phân thân Tam Đạo Sơn Nương Nương ở trong Thuần Dương Trưởng Giáo cùng hai vị chúa tể tiến công liên tiếp bại lui, cho dù là chúa tể đỉnh phong, nhưng chung quy cũng chỉ là một phân thân. Khí tức khủng bố nhét đầy cabin, ba kẻ địch khí thế bức người, khí thế độc ác ngập trời, tam hộ pháp kia trầm giọng nói. Kẻ này thiên phú dị bẩm, khủng bố như vậy, hôm nay không giết hắn, anh hùng thiên hạ khó yên. Thuần Dương Trưởng Giáo cũng cười quái dị khặc khặc, nói, nghiệt đồ, đợi ta giết kẻ này, liền đi linh cảnh chính tay đâm thủ cấp ngươi. Tam Đạo Sơn Nương Nương không thể làm gì được, ở lúc Vĩ Thanh lực lượng sắp hao hết, cô ấy nói với tôi, xin lỗi, ta nên lấy cái gì cứu vớt ngươi, học sinh quốc tử giám thời đại mới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi đứng ra, mỉm cười, không phải ta nhằm vào các ngươi, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Vì thế, tôi bằng vào kinh nghiệm tác chiến cùng số lượng đạo cụ dự trữ phong phú, lấy thân phận thánh giả sánh vai chúa tể. Một mình độc đấu hai gã chúa tể, tranh thủ thời gian cho Tam Đạo Sơn Nương Nương, giúp cô ấy đánh chết Thuần Dương Trưởng Giáo. Trong phòng khách lầu một biệt thự, Trương Nguyên Thanh ngồi ở trên sofa cầm ly thủy tinh lên uống một ngụm, nói, tôi nói xong rồi, tình hình sự việc chính là như thế. Đối diện hắn là Cầu trưởng lão cùng Tôn trưởng lão, bên cạnh là Tôn Miểu Miểu nữ vương cùng Tạ Linh Hy, ngồi sát bên là Quan Nhã. Giờ phút này, một đám người còn đắm chìm ở trong miêu tả kịch tình lên xuống gấp gáp, tuy trong lời kể của Nguyên Thủy Thiên Tôn xen lẫn rất nhiều phần trăm nghệ thuật, nhưng trọng điểm nên nói không sót một cái nào. Lấy đạo cụ loại quy tắc sớm mở ra linh cảnh, tránh thoát đợt tử cục đầu tiên, tiến vào phó bản cấp chúa tể xin Tam Đạo Sơn Nương Nương giúp đỡ, giải quyết vấn đề tài liệu, giết về hiện thực. Bất cứ một khâu nào ở đây mắc lỗi, đều là kết cục trở về linh cảnh. Cái này so với đại bộ phận phó bản trận doanh đối kháng còn đặc sắc kích thích hơn. Cho dù là Cầu trưởng lão và Tôn trưởng lão, đều nhịn không được ở trong lòng khen hay, đổi vị trí suy nghĩ. Nếu là bọn họ ở giai đoạn thánh giả gặp hai gã chúa tể phục kích, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Đương nhiên, ở giai đoạn thánh giả đã khiến các chúa tể nhọc lòng bố cục phục kích, cũng chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiền công tử cũng chưa có đãi ngộ như vậy. Tôn trưởng lão đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên cậu đã cấp 6 đỉnh phong. Giá trị kinh nghiệm đầy rồi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Cảm xúc nghĩ mà sợ của các cô gái nhất thời chuyển biến thành sùng bái, kinh ngạc than thở. Ngưỡng mộ, nửa năm thánh giả cảnh đỉnh phong, thật sự trước nay chưa từng có rồi. Linh cảnh cũng chỉ hơn 100 năm lịch sử, nhân vật thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh giả đỉnh phong trẻ tuổi vậy có thể không ít, nhưng giống hắn nửa năm đã thánh giả đỉnh phong như vậy, tuyệt đối có 102. Năm đó Nguyên Soái cũng chưa khủng bố như vậy, Ma Quân cũng thế. Tuy tốc độ thăng cấp của Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại rất nhiều trùng hợp, ngẫu nhiên, không phải là thăng cấp chính thống nghiêm chỉnh, nhưng số liệu là thật, nửa năm chính là nửa năm. Cầu trưởng lão phun ra một ngụm khí đục, vui mừng nói, chiến tích làm người ta kinh ngạc than thở, thành tích làm người ta kinh ngạc than thở, đúng không, lão Tôn hồ đồ. Tôn trưởng lão mặc áo ba lỗ cùng quần cộc giận tím mặt, đồ chó, ông có thôi đi không, có thôi đi không, chó chưa nóng, ông đã nóng. Cầu trưởng lão cười nói, tôi chỉ là thay ông diễn thử trước một phen. Vài ngày nữa khu diễn đàn cùng group chat Thái Nhất Môn lại sắp bắt đầu trêu chọc rồi. Không cần ngày mai, ngay đêm nay, Tôn Miểu Miểu nhỏ giọng nói. Tôn trưởng lão tạo thế, muốn đánh, Tôn Miểu Miểu cười khẽ le lưỡi làm ngoáo ộp. Các cô gái khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cầu trưởng lão đằng háng cổ họng, nói, Nguyên Thủy, chuyện này cậu phải lấy làm cảnh báo. Đợi ánh mắt mọi người hướng đến, cầu trưởng lão tiếp tục nói. Chuyện hôm nay đã chứng minh trận doanh tà ác vì giết cậu, đã không tiếc xuất động chúa tể bố cục phục giết. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn, thẳng đến lúc cậu ngã ở trong lần mai phục nào đó. Lần này cậu có thể trở về thuộc loại may mắn, lần sau thì chưa chắc, nay Phó Thanh Dương đã vào phó bản bang phái. Cậu ở trong quan phương thiếu chỗ dựa, có một số người muốn ngáng chân hại cậu, quá dễ dàng rồi. Trương Nguyên Thanh nheo mắt. Cầu trưởng lão, ngài đây là trong lời có lời nha. Quan Nhã bên cạnh cười lạnh một tiếng, tổng bộ tuần tra đến bây giờ còn dây dưa với người của bộ điều tra đây, trông cậy vào bọn họ,
anh cũng đã chết 100 lần. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2052, phần trăm nghệ thuật cực cao 2. Trương Nguyên Thanh nhất thời đã hiểu, lão Thái là chờ cơ hội muốn dồn tôi vào chỗ chết à? Bây giờ đâm sau lưng tôi, về sau có thể trực tiếp bán tin tức cá nhân của tôi cho nghề nghiệp tà ác hay không? Tin tức cá nhân của cậu bị Phó Thanh Dương tiêu hủy rồi. Cậu trưởng lão bao hàm thâm ý nói, toàn bộ quan phương biết bối cảnh gia đình cậu không vượt qua 5 người. Khu Khang Dương đội hai bên kia, Phó Thanh Dương rất sớm trước kia đã ủy thác chỉ sát cung chủ xử lý rồi. Ủy thác bà điên xử lý. Trương Nguyên Thanh theo bản năng cả kinh, thập trưởng bọn họ làm sao vậy? Bọn họ đã quên đi bối cảnh gia đình cậu, quên đi có tính vĩnh cửu, tinh thần bởi vậy chịu thương tổn thật lớn. Đương nhiên, Phó Thanh Dương đã bồi thường bọn họ. Cầu trưởng lão nói xong, cường điệu nói, đây là bọn họ tự nguyện. Mình cũng không biết những thứ này. Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng, thì ra lão đại ở trong vô thanh vô tức, thay hắn xử lý nhiều tai họa ngầm như vậy. Không, lão đại thật ra từng nói, nhưng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một lời, nói sẽ thay hắn xử lý tin tức thân phận. Tiền công tử người kiêu ngạo như vậy, sao có khả năng sẽ tuyên dương ân đức của mình chứ? Hắn đều là yên lặng làm, ngươi nạp đầu liền bái, hắn nhận. Ngươi nếu vẫn không biết, hắn cũng không để ý. Tôn trưởng lão gõ gõ bàn trà, nói chính sự, không có chính sự nữa tôi sẽ đi, không có hứng thú ở lại nơi này. Chính sự đúng không, Nguyên Thủy? Kế tiếp cậu nấp cho kỹ, đừng lộ diện, đừng săn giết nghề nghiệp tà ác, đừng tham gia bất cứ hoạt động nào, thẳng đến cuối năm. Cầu trưởng lão giọng điệu nghiêm túc, cậu đã là cấp 6 đỉnh phong, số lượng dự trữ đạo cụ, âm thi cùng linh phó đã đạt tới giới hạn, tấn thăng chúa tể đối với cậu mà nói đã là ván đã đóng thuyền. Đỉnh phong giai đoạn thánh giả đã là nhân vật lớn, nhưng không phải tuyệt đối an toàn, chỉ có tấn thăng chúa tể mới tính là thật sự bước vào chiến lược đỉnh phong của linh cảnh hành giả. Tôn trưởng lão khẽ gật đầu, rất ổn thỏa. Thánh giả cùng siêu phàm mỗi ngày đều sẽ chết, chúa tể hàng năm chỉ chết vài người như vậy. Trương Nguyên Thanh nghe xong, nhanh chóng thúc đẩy đầu óc. Mình bây giờ có thể dùng bản sinh linh nguyệt câu thông thái âm bổn nguyên thi triển bí ẩn phù hộ cho mình. Sau đó lại trở nên lén lút không ra mặt, cho dù là linh thác cũng đừng hòng tính kế mình nữa. Nhưng nếu đơn giản như vậy, vậy tấm gương cấp chúa tể kia sẽ không tiên đoán mình chỉ có thể sống 3 tháng. Cửa ải sinh tử của mình là trung tuần tháng 10, vừa vặn là thời gian phó bản kế tiếp buông xuống có khả năng, nguy cơ của mình bắt nguồn từ phó bản hay không? Tựa như lại không đúng, tôn trưởng lão vừa rồi dùng quần xì của mình thôi diễn, chưa đạt được bất cứ tin tức nào, linh cảnh là có khả năng quấy nhiễu bói toán. Tiên đoán cùng quan tinh, tôn trưởng lão cùng là cảnh giới chúa tể cũng không làm được, tấm gương kia khẳng định cũng không được. Cho nên cái gương tiên đoán tử kiếp tuyệt đối không phải phó bản, mà là hiện thực. Trương Nguyên Thanh đột nhiên ý thức được, lần phục kích này rất có thể là bắt đầu của tử kiếp. Theo kỳ hạn 3 tháng tới gần, tử kiếp của hắn rốt cuộc lộ ra manh mối. Thật sự không được, tháng 10 mình liền ở trong phó bản bang phái, mình cũng không tin trốn không thoát nguy cơ nghĩ đến đây. Trương Nguyên Thanh nói, tôi biết rồi, kế tiếp liền ở lại vịnh phó ra không ra khỏi cửa. Cầu trưởng lão hài lòng gật đầu, thực vật ở vịnh phó ra đều là cơ sở ngầm của hắn. Cho dù kẻ địch sử dụng đạo cụ loại cấm chế, chỉ cần thực vật chặt đứt liên hệ với hắn, hắn sẽ lập tức thu được cảnh báo. Mà Tùng Hải có 5 vị trưởng lão tọa chấn, có chỉ sát cung chủ chúa tể như vậy, trưởng lão đỉnh phong đến đây cũng phải va đầu vô tường. Cũng chỉ là va đầu vô tường, sau đó mọi người mỉm cười trở về linh cảnh. Chính sự nói xong, cầu trưởng lão nói, tôi đi về trước thông báo tổng bộ, báo cái bình an, động tác nhỏ của bộ điều tra, chỉ có thể nhịn, hiểu chưa? Trương Nguyên Thanh nhếch nhếch miệng, tôi biết, tôi lại không ngốc. Người ta đều là dựa theo điều lệ chế độ làm việc, không bắt lỗi được, tôi nếu là tới cửa gây chuyện, ngược lại cho người ta lý do xử trí tôi. Cầu trưởng lão cùng tôn trưởng lão kết bạn rời khỏi, lão tôn vốn muốn mang tôn miểu miểu đi, nhưng tôn miểu miểu nói, cháu khó được đến Tùng Hải một chuyến, muốn chơi vài ngày. Lão tôn liền lười không quản cô nữa. Trương Nguyên Thanh hẹn với các cô gái buổi tối ở trong sân mở tiệc nướng, liền kết bạn với Quan Nhã lên lầu. Vào phòng, Quan Nhã liền ôm chặt hắn, ôm rất dùng sức, giống như muốn ghì hắn vào trong lòng. Qua thật lâu,
Cô thở dài, em lại một lần cảm nhận được sợ hãi thiếu chút nữa mất đi anh, em không thích loại cảm giác này. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2053, phần trăm nghệ thuật cực cao 3. Nếu là phim võ hiệp, mình lúc này nên đáp ứng lời hứa ra biên ải chăn dê. Nhưng Trương Nguyên Thanh chỉ là ôm vòng eo của cô, nhẹ nhàng nói, đây là số mệnh của chúng ta loại người này. Quan Nhã ừm một tiếng, không đa sầu đa cảm, không có thẩm oán, không kể ra nỗi sợ hãi trong lòng, không cho hắn bất cứ cảm xúc áp lực nào. Hai người ôn tồn một lát, Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính, đăng nhập phần mềm chat. Điện thoại di động của hắn ở trong đợt tập kích đầu tiên đã tổn hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm tạ các vị quan tâm, tôi đã thành công thoát ly hiểm cảnh. Nếu mọi người muốn biết tình hình cụ thể, lát nữa tôi sẽ mang tình hình sự việc từ đầu tới cuối nói cho các người. Tôn Miểu Miểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong cabin bị ám dạ mân côi cùng hai tên chúa tể nam phái vây công, vào phó bản tìm viện binh, sau đó chạy về. Tình hình sự việc chính là như thế. Tôn Miểu Miểu không cho hắn cơ hội chém gió. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Miểu Miểu cô chờ đó, đêm nay cho cô khóc. Hạ Hầu Ngạo Thiên, tiểu tử cậu, vậy cũng có thể sống sót. Cậu cũng có lão gia gia hộ thân sao? Các thành viên bang phái thấy hắn bình an vô sự, đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời giống với Hạ Hầu Ngạo Thiên. Cảm giác rất chấn động cùng khó hiểu, tuy đã có sức miễn dịch rất mạnh đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nhưng vẫn cảm thấy thái quá rồi, rốt cuộc là thao tác thế nào, có thể khiến hắn ở trong hai gã chúa, tề phục kích sống sót. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa tỏ vẻ muốn nghe xem tình huống chi tiết, cho dù phần trăm nghệ thuật quá cao. Hai người đều ôm tâm tính học tập, muốn phân tích lộ số chiến đấu cùng mạch suy nghĩ hóa giải nguy cơ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Anh gà đỏ là móa nó châu chó đơn giản, biểu đạt niềm vui trong lòng. Trương Nguyên Thanh gõ chữ lách cách, miêu tả chiến tích huy hoàng của mình, viết đến một nửa, tin nhắn chat riêng của Tiểu Viên đã đến. Ma pháp gì Tiểu Viên, cậu không có việc gì là tốt rồi. Cách vài giây, cô lại gửi một tin nhắn, có bị thương hay không, tổn thất lớn không? Tôi có thể bồi thường cho cậu. Trương Nguyên Thanh từ trong dùng từ của cô, thấy được áy náy cùng hối hận, cùng với một tia vãn hồi thật cẩn thận, có chút thấp kém. Đây là sợ mình sinh ra khúc mắc đối với cô ấy, đối với người của đoàn đội Vô Ngân Đại Sư, từ nay về sau chỉ kính ngưỡng mà nhìn từ xa. Cho mình bồi thường, hy vọng mình có thể tha thứ. Trong lòng Tiểu Viên vẫn mẫn cảm như vậy, rụt rè như vậy. Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại thẳng, trả lời tin nhắn, tin tức thành viên đoàn đội bị tiết lộ. Nam phái đối với bối cảnh của Triệu Hân Đồng rõ như lòng bàn tay, rất rõ ràng đối với quan hệ của tôi với các ngươi, tôi hoài nghi có người để lộ bí mật. Nếu không có gì bất ngờ hẳn là lương thần chọn chủ mà thí, cô nghĩ cách ổn định hắn, không chế hắn, tôi buổi chiều tới một chuyến. Trả lời xong tin nhắn, Trương Nguyên Thanh tiếp tục viết tác phẩm ngắn của hắn. Vài phút sau, hắn mang quá trình chiến đấu phần trăm nghệ thuật cực cao chia ra 3 lần gửi đến trong group. Sau đó group bang phái liền trầm mặc, thời gian rất lâu không có ai lên tiếng. Qua hồi lâu, Hạ Hầu Ngạo Thiên ghen tị gửi tin nhắn, đáng giận, cậu thế mà ở trong chiến đấu cấp chúa tể đoạt hết nổi bật. Cậu vậy mà thật tin, trong lòng mọi người nói thầm. Nhưng cho, dù dứt bỏ thành phần hư cấu, sách lược ứng đối của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Triệu Thành Hoàng chỉ có thể cười khổ, căn bản không học được. Hắn thiên phú chiến đấu rất cao, cao hơn rất nhiều so với mình. Triệu Thành Hoàng ngoài việc trong lòng mệt mỏi, lại có chút bội phục không muốn thừa nhận. Khách sạn Vô Ngân. Sau quầy lễ tân, Tiểu Viên cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn màn hình điện thoại di động, cô mím môi, có chút bất an chờ đợi. Cô quả thật sợ hãi, bất luận kẻ nào ở sau khi gặp nguy cơ sinh tử, đều sẽ theo bản năng rời xa nguồn tai họa, dù sao đã là con người đều tiếc mạng. Trải qua sự kiện lần này, kẻ địch xác nhận một sự kiện, lợi dụng người của khách sạn Vô Ngân có thể câu ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy tuyệt đối sẽ có lần sau nữa. Tiểu Viên rất sợ hãi bởi vì sự kiện này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bọn họ càng đi càng xa, cùng cô càng đi càng xa. Cho nên thật cẩn thận thử, nói có thể đưa ra bồi thường, thật ra là một loại níu giữ rất hèn mọn. Điện thoại di động rung lên một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời tin nhắn. Tinh thần Tiểu Viên rung lên,
lập tức đọc tin nhắn. Sau khi xem xong tin tức, lông mày của cô nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Di Tiểu Viên, làm sao vậy? Triệu Hân Đồng bên cạnh cũng mặc đồng phục lễ tân cẩn thận hỏi. Cô vẫn luôn chú ý Tiểu Viên, bởi vì Tiểu Viên có thể nhanh nhất đạt được tình báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2054, thẩm vấn nhóc mập 1. Giờ phút này thấy Tiểu Viên cau mày, sắc mặt ngưng trọng, Triệu Hân Đồng liền có chút khẩn trương. Tiểu Viên nói, em gọi điện thoại cho Khấu Bắc Nguyệt, bảo hắn cùng Lương Thần chọn chủ mà thí sớm tan ca. Cứ nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ không, có tin tức, rất có thể đã gặp bất trắc. Nói xong, cô nhìn điện thoại di động, Nguyên Thủy Thiên Tôn không gửi tin nhắn nữa. Chưa đáp lại cô thật cẩn thận níu giữ. Tổng bộ Ngũ Hành Minh, thư ký Chu nghe xong điện thoại, trầm mặc. Phân bộ Tùng Hải bên kia vừa mới gửi mail, nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thuận lợi trở về. Hắn ở trong hai chúa tể của ám dạ Mân Côi cùng nam phái săn giết chạy thoát, còn thuận thế đánh chết tu sĩ cổ đại Thuần Dương trưởng giáo. Vậy cũng có thể chạy về. Không có tổng bộ cứu viện, không có phân bộ Tùng Hải cứu viện, hắn thế mà dựa vào con bài chưa lật, mạng lưới quan hệ của mình, ở trong hai tên chúa tể mai phục thuận lợi thoát thân. Phó Thanh Dương thời điểm đắc thế nhất, cũng chưa có phần bản lãnh này, kẻ này đã thành thế. Thư ký Chu hít sâu một hơi, áp chế nôn nóng cùng bất an trong lòng, gọi vào số điện thoại di động của Thái trưởng lão. Sau khi tiếng chuông vang 2 giây, thư ký Chu nghe thấy Thái trưởng lão bắt máy. Cái này nhanh hơn tốc độ nhận cuộc gọi bình thường nửa giây, thư ký Chu biết đây là lãnh đạo đang chờ mong tin vui, chờ mong tin vui Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh. Mà lãnh đạo càng chờ mong, cảm xúc của thư ký Chu lại càng căng thẳng. Hắn hít sâu một hơi, để trên mặt mình nở rộ nụ cười, để thanh âm sung sướng, nói, lãnh đạo, tin tức tốt nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở lại. Hắn ở trong hai vị chúa tể của ám dạ Mân Côi cùng nam phái ám sát thoát thân, chưa mượn dùng bất cứ ngoại lực nào, trước mắt đã trở về Tùng Hải. Hắn cố ý điểm ra không mượn dùng bất cứ ngoại lực nào, để khiến Thái trưởng lão biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sống trở về, không phải là bọn họ làm việc bất lợi. Bên kia điện thoại trầm mặc, thư ký Chu mơ hồ có thể thấy được tiếng nước kịch liệt, như lũ mùa xuân, như sóng dữ, sau đó là thanh âm không buồn không vui của Thái trưởng lão, biết, rồi. Theo hắn mở miệng, tiếng dòng nước xiết mãnh liệt bình ổn. Mục đích Nguyên Thủy Thiên Tôn đi phân bộ Bạch Trá điều tra rõ chưa? Thái trưởng lão lại hỏi. Làm thư ký hầu hạ Thái trưởng lão nhiều năm, thư ký Chu ngầm hiểu, Thái trưởng lão muốn biết nam phái cùng ám dạ Mân Côi là bố cục như thế nào. Cái này liên quan đến điểm yếu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thư ký Chu thấp giọng nói, căn cứ phân bộ Bạch Trá bên kia phản hồi, bọn họ cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng nay từng đi thành phố Bạch Trá. Chẳng qua Victoria cùng Linh Quân hôm nay đột nhiên đi qua tuần tra công tác, cùng phá lệ chú ý một kẻ nghề nghiệp tà ác vừa bị bắt. Sau khi chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn mất liên lạc báo cáo lên tổng bộ, kẻ nghề nghiệp tà ác kia đột nhiên bị Victoria hạ lệnh xử quyết. Phụ trách xử quyết là Linh Quân, nhưng phân bộ Bạch Trá chưa thu được thi thể kẻ nghề nghiệp tà ác kia. Thái trưởng lão nghe xong, thản nhiên nói, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Thư ký Chu đè giọng thấp hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nghề nghiệp tà ác bảo trì liên hệ chặt chẽ thời gian dài. Hắn sáng nay đi phân bộ Bạch Trá chính là vì kéo người ra, nhưng bị ám dạ Mân Côi bố cục mai phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết với nghề nghiệp tà ác, ở tổng bộ nơi này không phải bí mật. Trên hội thẩm phán lúc trước, Thái trưởng lão đã muốn dùng tội danh này định tính cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng đám nghề nghiệp tà ác đó là cấp dưới của Vãng Sự Vô Ngân, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp xúc với Vãng Sự Vô Ngân là được phân bộ Tùng Hải bày mưu đặt kế. Cho nên chuyện này, tổng bộ chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Thư ký Chu nói xong, trầm giọng nói, lãnh đạo, đây là điểm yếu của hắn nha, ám dạ Mân Côi đã vạch trần nó cho chúng ta xem. Trước đó tổng bộ cũng không biết quan hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đám nghề nghiệp tà ác này rốt cuộc như thế nào. Bây giờ, là vừa xem hiểu ngay. Lấy năng lực bố cục của thần dạ du cấp cao, đây là tín hiệu ám dạ Mân Côi truyền cho bọn họ. Thái trưởng lão cười cười, chưa đánh giá, chưa nói gì, tắt máy. Sự kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hai vị chúa tể của trận doanh tà ác phục kích vừa mới như cát bụi bốc lên, liền nhanh chóng bình định. Lúc giữa trưa,
khu diễn đàn còn đang hừng hực khí thế nghị luận, kẻ tung tin hot đánh ra tiêu đề Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy trời không khỏi nắng, làm người ta đau lòng, đưa tới quan phương hành giả các phân bộ lớn chú ý. Mọi người đều cách màn hình lo lắng thay Nguyên Thủy Thiên Tôn, cầu nguyện hắn có thể vượt qua một kiếp, kẻ cực đoan thì lên án mạnh mẽ tổng bộ. Thiên tài trận doanh tà ác chết sống không bắt được, thiên tài nhà mình tựa như rau hẹ trong vườn, mặc cho người ta cắt đi cắt lại. Tóm lại chính là loạn như một nồi cháo, quản lý viên bài đăng cũng không xóa hết được. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2055, Thẩm vấn nhóc mập 2. Mãi cho đến 1 giờ trưa, phân bộ Tùng Hải phát ra thông báo, tỏ vẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thoát ly hiểm cảnh, trở lại Tùng Hải. Đề tài của khu diễn đàn mới bắt đầu chuyển biến, các quan phương hành giả vừa vui sướng bình luận, không hổ là Thiên Tôn lão gia. Lại vừa không thể làm gì được đối với hành vi đến vô ảnh đi vô tung của các chúa tể trận doanh tà ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy còn sống trở về, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, sau này chú ý tránh né nguy hiểm, đừng bị chúa tể nhằm vào. Về phần trả thù, hiển nhiên là không có khả năng. Cả buổi chiều, Trương Nguyên Thanh đều đang trả lời tin nhắn của bạn bè, nên báo bình an thì báo bình an, nên khoác lác thì khoác lác. Đề nghị của mọi người chính là hạ thấp chút, cầu cho tốt. Nguyên Thủy, Thiên Tôn lợi hại nữa, thanh danh truyền xa nữa, danh hiệu của hắn chung quy cũng là mạnh nhất dưới chúa tể. Gặp chúa tể, nên quỳ vẫn là quỳ. 5 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh lướt diễn đàn, nói chuyện phiếm câu được câu không với Âm Cơ, thu được việc tiếp nối của sự kiện. Cầu trưởng lão nói cho hắn, máy bay đã xác nhận rơi vỡ rồi, nhân viên công tác trên máy bay không ai sống sót, hơn nữa thi cốt vô tồn. Lực va đập sau khi máy bay rơi, đủ để xé sắt thép thành mảnh vỡ, nhân loại thân thể máu thịt chỉ sợ ngay cả bột phấn cũng không còn. Nhân viên trên chuyến bay là vô tội. Trương Nguyên Thanh nghe điện thoại thở dài nói. Hắn có chút áy náy, tuy hành vi của tội phạm là không thể khống chế, hắn cũng là người bị hại trong sự kiện, nhưng chung quy là vì hắn dựng lên. Nhưng sau khi tắt máy, Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn nhớ rõ lúc mình truyền tống rời khỏi, máy bay bị hao tổn không nghiêm trọng, chỉ là bị đánh vỡ hai cái lỗ to, bộ phận quan trọng cũng chưa bị hao tổn, không đến mức dẫn tới máy bay mất khống chế. Hơn nữa, trên máy bay là có dù để nhảy. Nhân viên trên chuyến bay không có khả năng là chết bởi chuyện ngoài ý muốn bình thường, khả năng duy nhất là bị Tam Hộ Pháp, Lục Trưởng Lão diệt khẩu. Nhưng vấn đề đến rồi, có cần thiết diệt khẩu không? Hai vị chúa tể cũng không phải là phần tử phạm tội, bọn họ là phần tử khủng bố, căn bản không sợ quan phương điều tra. Đã không sợ điều tra, giết người liền không phải vì diệt khẩu, mà là thuần túy yêu thích giết chóc. Chút giận, không đúng, chuyện này không thích hợp. Nếu không phải chút giận, như vậy bọn họ giết chết nhân viên trên máy bay mục đích là cái gì, là vì che giấu cái gì? Trương Nguyên Thanh nghĩ đến một khả năng làm người ta sợ hãi, vì che giấu Thuần Dương trưởng giáo còn sống. Lần trước ở trong cổ mộ, Thuần Dương trưởng giáo bị Nhật Chi thần lực của Trầy Phục ma giết chết, sau đó ở trên người chị An Viên phụ trách phong tỏa hiện trường ngoài cổ mộ đoạt xá trọng sinh. Đây là pháp thuật cao cấp của nghề nghiệp huyễn thuật sư, chỉ cần phụ cận có người sống, hắn liền có thể sống lại một lần, nhưng lực lượng mất hết, tương tự xóa tài khoản luyện lại. Trong cabin lúc ấy, có thể cung cấp thể xác trọng sinh cho Thuần Dương trưởng giáo, chính là nhân viên phục vụ chuyến bay. Giả thiết, Thuần Dương trưởng giáo mượn xác sống lại, hắn khẳng định sẽ không theo máy bay trở về Tùng Hải, như vậy chính là tìm chết. Nhưng nếu hắn một mình rời khỏi, như vậy nhân viên đột ngột mất tích liền sẽ dẫn tới phân bộ Tùng Hải chú ý, thao tác mượn xác sống lại liền không giấu được. Cho nên, để máy bay gặp tai nạn là biện pháp tốt nhất. Hy vọng là mình nghĩ nhiều. Đợi tới buổi tối, Quan Tinh thôi diễn một phen. Trương Nguyên Thanh có chút ngồi không yên, vội vàng gọi điện cho cầu trưởng lão, đòi tài liệu nghi thức triệu hồi. Hắn tính trả chày phục ma cho nương nương, sau đó nói cho cô phát hiện của mình, xem nương nương thái độ thế nào. Sau khi nhận được câu trả lời của cầu trưởng lão, Trương Nguyên Thanh kết thúc cuộc gọi, thấy tin nhắn trả lời của Âm Cơ. Đề nghị của cầu trưởng lão rất tốt, bị chúa tể nhằm vào là chuyện rất nguy hiểm, không ai có thể ở giai đoạn thánh giả đối kháng chúa tể. Cậu hạ thấp đến cuối năm, sau khi trở thành chúa tể mới tấn thăng,
trận doanh tà ác muốn giết cậu liền không dễ dàng như vậy. Chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn mất liên lạc đã truyền ra ở cao tầng Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn, Âm Cơ cũng rất lo lắng cho hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tỷ tỷ nói đúng, tôi sẽ cầu thật tốt, chờ mong cuối năm cùng nhau vào giết chóc phó bản, chúng ta khẳng định có thể cùng nhau tấn thăng chúa tể. Âm Cơ, chờ mong. Trương Nguyên Thanh cùng Âm Cơ vẫn âm thầm giữ liên hệ, thường thường tán gẫu vài câu, Trương Nguyên Thanh sẽ nói một ít lời ái muội nho nhỏ, Âm Cơ cũng không đáp lại thẳng, nhưng cũng không tức giận. Mỗi lần tán gẫu xong, Trương Nguyên Thanh đều sẽ xóa lịch sử rất sạch sẽ, bởi vì Quan Nhã ngẫu nhiên sẽ xem điện thoại di động của hắn. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2056, thẩm vấn nhóc mập ba. Phải gánh vác, Trương Nguyên Thanh cực kỳ hướng tới đối với loại đại tỷ tỷ dịu dàng thiện lương, không có tính tình, bị bắt nạt cũng sẽ ôn nhu bao dung bạn này. Chỉ có thể nói, ma quân hiểu ta. Nhưng hướng tới thì hướng tới, Trương Nguyên Thanh không có ý tưởng muốn tiến một bước phát triển với Âm Cơ. Cô gái này si tình đối với ma quân, bình thường sẽ không thay lòng đổi dạ. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, 4:30 chiều, buổi tối còn cần về biệt thự mở tiệc nướng, bây giờ đi khách sạn Vô Ngân một chuyến, xử lý một phen chuyện nhóc mập. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh quyết định ở trước khi quy ẩn, chơi một vụ lớn. Khách sạn Vô Ngân. Đại sảnh khách sạn, cửa cuốn đóng chặt, sàn bóng loáng có thể soi gương phản quang. Trương Nguyên Thanh cùng Tiểu Viên ngồi ở ghế nghỉ ngơi có bày chậu cây cảnh, giống như người phát ngôn của xã hội đen, nhìn các tiểu đệ xử lý phản đồ. Tay chân lương thần chọn chủ mà thí bị dây thừng trói chặt, trong miệng nhét tất thối của Khấu Bắc Nguyệt, mềm nhũn vô lực nằm ở trên mặt đất. Triệu Hân Đồng cầm một con dao, Khấu Bắc Nguyệt cũng cầm một con dao, hai người vây quanh nhóc mập, người trước vẻ mặt đầy phẫn nộ, người sau vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Khấu Bắc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, lương thần, tôi bình thường đối đãi cậu không tệ nha, nói, cậu vì sao phải bán đứng chúng tôi? Ô ô ô, cậu không nói phải không? Không nói thì đừng trách tôi. Ô ô ô, vẫn không nói. Được, vậy chúng ta kiếp sau lại làm anh em. Khấu Bắc Nguyệt tì dao lên bộ ngực, đầy mỡ của nhóc mập. Tiếng kêu ô ô ô càng thêm kịch liệt. Trương Nguyên Thanh trên ghế gỗ dài ở một bên nhìn không nổi nữa, bảo cậu thẩm vấn, không bảo cậu giết người diệt khẩu, lấy tất thối ra. Khấu Bắc Nguyệt rút tất thối nhét đầy khoang miệng ra, quát, nói. Nhóc mập khóc không ra nước mắt, tôi nói cái gì chứ, tôi không bán đứng mọi người, tôi tuy là nghề nghiệp tà ác, nhưng tôi là nghề nghiệp tà ác có đạo đức, bán đứng huynh đệ loại chuyện này đánh chết tôi cũng không làm. Phi, nghề nghiệp tà ác có cái đạo đức gì? Lão đại, trước khi nói lời này, ngài nghĩ một chút nghề nghiệp của mình. Tôi thấy cậu là cứng đầu cố chấp, hôm nay tôi phải thanh lý môn hộ, cho đồng đồng một cái công đạo. Lão đại, thực không phải tôi, thực không phải tôi. Hắn không biết vì sao chuyện này sẽ nhắc lên quan hệ với mình. Lúc buổi chiều, nhận được Tiểu Viên thông báo, hắn liền theo lão đại về khách sạn. Kết quả vừa về, Tiểu Viên liền đập chén ra hiệu, Triệu Hân Đồng phụ trách đóng cửa, Khấu Bắc Nguyệt phụ trách gõ đầu, cuối cùng Tiểu Viên tiêm cho hắn một mũi, rót vào độc tố. Đường đường trưởng mộng sứ cứ như vậy bị chế phục. Tiếp theo, nhóc mập còn chưa hiểu gì cả liền nghe lão đại hỏi Tiểu Viên, hai người muốn làm gì, hắn đã làm chuyện gì. Nhóc mập như bị sét đánh, thì ra lão đại cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Tiểu Viên, hắn có thể không chút do dự đâm huynh đệ một đao. Thể xác và tinh thần của nhóc mập chịu thương tổn thật lớn. Lúc này, Tiểu Viên lạnh lùng mở miệng, chen ngang trò hề của hai người, cậu có hướng nam phái tiết lộ tình báo của Triệu Hân Đồng hay không? Trương Nguyên Thanh bên cạnh phối hợp lấy ra hổ phù, giơ lên cao. Đây là hắn hỏi mượn biểu tỷ rất trượng nghĩa, phất tay đáp ứng, giống như cho mượn không phải đạo cụ loại quy tắc cấp bán thần, mà là 100 đồng tiền. Hổ phù chợt lóe lên ánh sáng, trắng, đại sảnh khách sạn mơ hồ vang lên tiếng hổ gầm trầm hùng to rõ. Nhóc mập ngã ở trên mặt đất thân thể run lên, như lợn chết co giật một phen, Triệu Hân Đồng cùng Khấu Bắc Nguyệt bên người cũng có chút mềm nhũn hai chân, miễn cưỡng chống đao mà đứng. Hổ phù có thể trấn nhiếp toàn bộ linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh dám đến, trừ tay cầm hổ phù, còn là cẩu trưởng lão cũng đi theo đến, chỉ là chưa tới gần khách sạn Vô Ngân. Vừa ăn đau khổ, không có chúa tể âm thầm bảo vệ,
hắn cũng không dám ra khỏi Tùng Hải. Không, không có. Nhóc mập run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch. Tôi không bán đứng Triệu Hân Đồng, không bán đứng đồng bạn trong khách sạn. Đừng, đừng để hổ ăn tôi. Ở trong đầu hắn, có một con bạch hổ đáng sợ. Nỗi sợ thật lớn ập tới, nhóc mập cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị dọa đại tiểu tiện mất khống chế. Trương Nguyên Thanh cùng Tiểu Viên nhìn nhau một cái, người trước hỏi, cậu gần đây có từng gặp trưởng lão Nam Phái hay không? Nhóc mập nghĩ một chút, nói, đại trưởng lão từng triệu kiến tôi một lần, nhưng không hỏi tới tình báo của anh cùng đồng bạn ở khách sạn. Chỉ là hỏi cấp bậc của tôi, còn có cái nhìn đối với phần video chiến đấu đó của anh. Triệu kiến khi nào? 4-5 ngày trước. Trương Nguyên Thanh suy tư một lúc lâu, thu hồi hổ phù. Được rồi, cậu không nói láo. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2057, lạt mềm buộc chặt một. Nếu nói láo, lương thần chọn chủ mà thí bây giờ đã bị bạch hổ cắn nuốt linh hồn, đột tử ngay tại chỗ. Nhóc mập như được đại xá, Khâu Bắc Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Trương Nguyên Thanh đổi giọng, nhưng cái này không đại biểu cậu chưa bán đứng chúng tôi. Cậu nghĩ một chút, huyễn thuật sư cấp bậc cao có thủ đoạn vô thanh vô tức từ chỗ cậu lấy được tình báo hay không? Nhóc mập vội vàng lắc đầu, không có, huyễn thuật sư tuy am hiểu pháp thuật lĩnh vực tinh thần, nhưng không có thủ đoạn lau đi ký ức, mặc kệ là mộng cảnh, ảo thuật, tôi đều sẽ phát giác được, cho dù đại trưởng lão là chúa tể. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, vậy thôi miên thì sao? Nhóc mập ngây ngốc, lẩm bẩm, thôi miên, thôi miên. Nếu nhạc sĩ cấp chúa tể, có thể làm được. Nam phái khẳng định có đạo cụ thôi miên cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, như vậy, sự việc liền rất rõ ràng rồi. Tin tức Triệu Hân Đồng là từ chỗ cậu tiết lộ, tin tức người khác quá nửa cũng tiết lộ rồi. Đám người Tiểu Viên khẽ biến sắc. Khâu Bắc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, tôi biết ngay mà, Nam Phái đồng ý cậu gia nhập đoàn đội, không có ý tốt. Nhóc mập gục đầu xuống, vẻ mặt bi thương, tôi sẽ đi, xin lỗi, lão đại. Khâu Bắc Nguyệt mở miệng ngập ngừng, muốn nói chút lời níu giữ, lại nói không nên lời. Trương Nguyên Thanh liếc hai người một cái, lạnh lùng nói, lương thần, tôi có thể cho cậu một lần cơ hội lập công chuộc tội. Anh muốn bảo tôi làm cái gì? Trở lại Nam Phái, tìm được hành tung Lục trưởng lão, tôi muốn làm thịt hắn. Tiểu Viên cân nhắc nói, là hành động của phân bộ Tùng Hải. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không, là hành động cá nhân tôi. Nói xong, hắn thấy Tiểu Viên, Khâu Bắc Nguyệt, nhóc mập cùng Triệu Hân Đồng đều dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh dám to mồm là có nguyên nhân, không phải cuồng ngôn tự cao tự đại. Đầu tiên, hắn có được Thái Âm bổn nguyên che chở, tính toán suy nghĩ, thần Nhật Du không thể thôi diễn ra, cũng chính là nói. Chuyện hắn muốn làm, người khác là không có khả năng sớm thông qua kỹ năng, pháp thuật đạt được báo động trước. Tiếp theo, hắn có thể thể nghiệm ngũ hành lực, có hình thần câu diệt đao, còn có hổ phù biểu tỷ cho. Biểu tỷ cho hắn mượn hổ phù, không phải là vì phát hiện nói dối cho nhóc mập. Trước khi đến khách sạn Vô Ngân, Trương Nguyên Thanh cách điện thoại di động nạp đầu liền bái, than thở khóc lóc. Biểu tỷ, tôi ở trên đường tan học bị người ta chặn, thiếu chút nữa óc bị đánh phọt ra, chị cần phải làm chủ cho tôi nha. Hắn vừa khóc lóc kể lể, vừa căn cứ kinh nghiệm lần trước, điên cuồng gửi hình tượng hoạt hình nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Biểu tỷ thấy ảnh hắn gửi hay ho, trả lời hắn một câu, bận, không có thời gian ra mặt giúp cậu đánh tiểu bằng hữu. Trương Nguyên Thanh thấy cô trả lời, liền theo cột leo lên trên, nói, biểu tỷ, không cần ngài ra tay, tôi tự mình đánh trở về. Nhưng ngài phải cho tôi mượn một món đạo cụ. Nguyên soái liền hỏi muốn mượn cái gì. Trương Nguyên Thanh công phu sư tử ngoạm, hổ phù. Nguyên soái chưa trả lời, nhưng hơn 10 phút sau, Hoàng Sa Bách chiến trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng liền vẻ mặt gặp quỷ rồi, cầm hổ phù tới cửa. Trương Nguyên Thanh cũng là vẻ mặt gặp quỷ rồi, cô ấy thực sự cho. Nguyên soái thật ra không hề để ý hổ phù. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng Trương Nguyên Thanh sau khi lấy được đạo cụ loại quy tắc cấp bán thần. Hắn thật sự chỉ là công phu sư tử ngoạm mà thôi, nếu Nguyên soái không đáp ứng, hắn lại cầu lấy đạo cụ cấp chúa tể liền dễ dàng hơn nhiều. Nào ngờ hổ phù thật sự đưa tới, quả thực thái quá.
Trương Nguyên Thanh lại ở trong lòng lặp lại một tiếng. Về sau Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, nhớ lại Phó Thanh Dương lúc phân loại cho rác rưởi, từng rất là đau đầu đối với phân loại nguyên soái rác rưởi này, cuối cùng phân loại cô đến trong loại hình coi như cố gắng, nhưng mà không nhiều. Cô ở trên kiếm thuật là rất cố gắng, nhưng sau khi kiếm thuật đạt tới bình cảnh, liền bắt đầu lười nhác. Cô gái này sở dĩ có thể ở lúc 30 tuổi tấn thăng bán thần là vì cô chỉ say mê với kiếm, mang toàn bộ tinh lực cùng thời gian đều gửi gắm ở kiếm đạo, bỏ qua vận dụng pháp thuật, kỹ năng cùng đạo cụ. Bằng không cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu vào phó bản, cũng không thể ở khoảng 30 tuổi trở thành Bạch Hổ nguyên soái mới. Đối với Phó Thanh Huyên si cuồng với kiếm mà nói, hổ phù là tượng trưng thân phận của cô, cũng chỉ là tượng trưng thân phận. Nguyên soái quả thật không cần hổ phù, toàn bộ đạo cụ cô đều không cần. Trở lại chuyện chính, trừ con bài chưa lật kể trên, trong tay Trương Nguyên Thanh còn cầm chày phục ma của lão mõ. Món đồ chơi này có được công năng tịnh hóa, đúng là khắc tinh của ảo thuật, thao túng cảm xúc. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2058, lạt mềm buộc chặt 2. Tay cầm rất nhiều thần khí, nếu còn không giết được Lục trưởng lão, Trương Nguyên Thanh cảm giác mình có thể sớm trở về linh cảnh. Cậu đừng bốc đồng. Sắc mặt Tiểu Viên quýnh lên, theo bản năng bắt lấy cánh tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, thanh âm nôn nóng mà trầm thấp. Săn giết chúa tể không phải trò đùa, cậu thật không dễ gì tránh được một kiếp, sao lại như thế? Như thế không khôn ngoan, hoàn toàn không giống tác phong ngày xưa của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đầu óc của anh không có bệnh chứ, chỉ với cái thân còm này của anh, anh tìm chúa tể đơn đấu. Khâu Bắc Nguyệt có cái gì nói cái đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát bệnh rồi sao? Triệu Hân Đồng hồ nghi đánh giá thiên tài trẻ tuổi của Ngũ Hành Minh, bởi vì không quen thuộc lẫn nhau, cô không rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhất quán như thế hay là phát bệnh có tính gián đoạn. Một người điên cuồng như vậy khẳng định sẽ ngẫu nhiên phát bệnh. Chuyện không có chừng mực tôi không làm, tôi nói cái này không phải hành động của quan phương, nhưng chưa nói không có trợ thủ giai đoạn chúa tể. Trương Nguyên Thanh trấn an nói, cảm xúc Tiểu Viên buông lỏng, ném ánh mắt về phía nhóc mập, nói, nhưng cậu làm sao tín nhiệm hắn chứ, hắn chưa phản bội chúng ta, không đại biểu hắn chịu phản bội Nam Phái. Nhóc mập liên tục lắc đầu, tôi sẽ không phản bội Nam Phái, tôi không muốn xen vào trong việc này. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười quỷ dị, tôi không tính trưng cầu sự đồng ý của cậu. Ở trong cái nhìn chăm chú mờ mịt của mọi người, hắn từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi, rắc hất văng nắp đồng hồ, cầm sợi xích màu vàng, để đồng hồ bỏ túi rủ xuống ở trước mắt nhóc mập. Nhóc mập còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng, mất đi thần thái. Đây là đạo cụ Trương Nguyên Thanh từ chỗ chỉ sát cung chủ mượn được, tên là đồng hồ bỏ túi thôi miên, đạo cụ này có thể thôi miên linh cảnh hành giả dưới chúa tể. Đồng hồ bỏ túi rủ xuống nhẹ nhàng lay động, tiếng nói của Trương Nguyên Thanh giống như có được ma lực mị hoặc lòng người, Nam Phái lợi dụng cậu bắt thành viên đoàn đội Vô Ngân Đại Sư, đặt cậu vào chỗ bất trung bất nghĩa, Khâu Bắc Nguyệt sinh ra hiềm khích đối với cậu, cậu hận Nam Phái, hận đại trưởng lão, vì thế cậu quyết định giúp đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn săn giết Lục trưởng lão. Sau khi lời lẽ tương tự lặp lại vài lần, nhóc mập bắt đầu thì thào lặp lại, giống như là vì làm sâu sắc dấu ấn, làm sâu sắc ý niệm. Đợi kim đồng hồ của đồng hồ bỏ túi đi hết một vòng, Trương Nguyên Thanh bốp một tiếng khép lại nắp đồng hồ, tỉnh. Nhóc mập như ở trong mộng mới tỉnh, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, đã nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Lương Thần, kế hoạch của chúng ta là... Cậu bởi vì vấn đề tin tức của Triệu Hân Đồng tiết lộ, bị người của khách sạn Vô Ngân hoài nghi, cậu sâu sắc phát hiện địch ý của Khấu Bắc Nguyệt. Vì tự bảo vệ mình, cậu lặng lẽ quay về Nam Phái, cũng khó chịu trong lòng chất vấn đại trưởng lão. Có vụng trộm từ chỗ cậu lừa lấy tình báo hay không? Cậu là thánh giả, nếu trở về, Nam Phái khẳng định sẽ tiếp nhận cậu, cậu chỉ cần ở Nam Phái ẩn núp đi. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thăm dò vị trí của Lục trưởng lão, cũng thông báo cho tôi, việc khác không cần phải quản nữa. Nhóc mập nhanh chóng thay thế mình vào trong đó, trầm ngâm nói, tin tức thân phận Triệu Hân Đồng bại lộ, khách sạn Vô Ngân khẳng định sẽ tự điều tra. Người duy nhất có khả năng tiết lộ tình báo là tôi. Tôi chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ trốn đi, sau đó hướng đại trưởng lão chứng thực. Lão đại tuy là yêu mê hoặc, nhưng bản chất là hỏa sư,
hắn bại lộ địch ý hợp tình hợp lý. Khâu Bắc Nguyệt không phục, nếu tôi là hỏa sư, vừa rồi cậu đã bị đâm chết. Hỏa sư câm miệng. Trương Nguyên Thanh đuổi Khâu Bắc Nguyệt đến một bên, nói cậu đã sinh ra địch ý đối với Nam Phái, trên cảm xúc sẽ xuất hiện sơ hở hay không? Cảm xúc thứ này, ở trên người huyễn thuật sư là không đáng tin nhất, tôi có thể tùy ý khống chế cảm xúc của mình. Các trưởng lão muốn thao túng tôi, bài bố tôi rất đơn giản, nhưng bọn họ vĩnh viễn không nhìn thấy cảm xúc chân thật nhất của tôi. Nhóc mập tự tin nói, tốt lắm. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, đồ đạc cũng đừng mang theo, trực tiếp đi. Nói xong, hắn cắt đứt dây thừng trên người nhóc mập, lấy ra quyền trưởng sơn thần, thay hắn thanh trừ độc tố trong cơ thể. Nhóc mập đứng dậy hoạt động tay chân, nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt, áy náy nói, lão đại yên tâm, tôi nhất định khiến Nam Phái trả giá đắt, bù lại sai lầm tôi phạm phải. Ồ, lão đại, vì sao trong cảm xúc của anh tràn ngập thương hại? Việc này không nên chậm trễ, cút mau. Trương Nguyên Thanh đá nhóc mập một cước, đuổi hắn ra khỏi khách sạn Vô Ngân. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2059, lạt mềm buộc chặt ba. Đợi tên mập một, 180kg ngồi xe điện rời đi, Khâu Bắc Nguyệt vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, tôi nói cho anh về sau đừng dùng loại đồ vật này đối phó tôi, bằng không liều mạng với anh. Cậu không xứng. Trương Nguyên Thanh liếc xéo hắn một cái. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Triệu Hân Đồng, nói cô tạm thời đừng về nhà gặp ông nội, bây giờ chẳng những nghề nghiệp tà ác đang theo dõi ông ấy. Người quan phương rất có thể cũng sẽ theo dõi ông ấy, nếu cô không nghe khuyên bảo, lần sau lại xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không cứu cô. Mức độ dễ dàng tha thứ đối với ngu xuẩn của tôi rất thấp, cô cũng không xứng để tôi liên tiếp lấy thân mạo hiểm. Lời này nghe vào trong tai Triệu Hân Đồng không có bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không ôm lòng oán hận. Nhưng Tiểu Viên nghe được, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn uyển chuyển nói cho các cô, lần sau có chuyện này, đừng tìm tôi nữa. Triệu Hân Đồng gật gật đầu, cảm ơn anh hỗ trợ, mọi người cũng đều rất cảm tạ anh, chỉ là trời Nam đất Bắc, không có cách nào đến khách sạn Vô Ngân. Sau khi biết anh mất liên lạc, dì Phương bọn họ đều rất lo lắng, cũng rất áy náy. Đã là đồng bạn, thì không cần áy náy, cũng không cần nói lời cảm tạ. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, ngày đó ở tỉnh Bát Quý nhìn thấy nhân gian lưu lãng khách, hắn cũng không có chút điều kiện nào đáp ứng giúp tôi. Tuy cái gì cũng chưa giúp được, trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô bé lộ ra nụ cười. Nếu không có việc gì, tôi đi trước, buổi tối còn có món nướng. Trương Nguyên Thanh liếc Tiểu Viên một cái, thấy cô trầm mặc không nói, liền búng ngón tay, hóa thành ánh sao rời đi. Tiểu Viên vẻ mặt buồn bã, nhẹ nhàng thở dài. Mặt trời dần về tây, mây trắng trên trời nhuộm lên dáng màu vàng. Trên mái nhà cách khách sạn Vô Ngân 50m, một con teddy lông xoăn đứng trên không, đôi mắt như cúc áo bình, tĩnh nhìn chăm chú vào tòa nhà khách sạn. Một ánh sao dâng lên từ phía sau nó. Cậu xác định không cần tôi hỗ trợ sao? Cầu trưởng lão nói, cho dù có chỉ sát cung chủ tham dự, săn giết một tên hư vô giả phiêu lưu vẫn rất cao. Trương Nguyên Thanh thật ra cũng từng nghĩ săn giết tam hộ pháp của ám dạ Mân Côi, vì thế chủ động liên hệ Ma Nhãn Thiên Vương, muốn hỏi hành tung tam hộ pháp. Ma Nhãn Thiên Vương nói, ta cũng đang tìm hắn, thằng cha này dám giết ngươi, vậy ta liền muốn giết hắn. Nhưng cao tầng ám dạ Mân Côi hành tung bất định, hơn nữa có bí ẩn phù hộ, thần tiên cũng tìm không thấy. Tôi muốn tự mình ra tay, tôi muốn để tổ chức tà ác cùng ám dạ Mân Côi biết, săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn là phải trả giá đắt. Bằng không, hôm nay là Nam Phái Lục Trưởng Lão, ngày mai nói không chừng chính là Bắc Phái Lục Trưởng Lão. Trương Nguyên Thanh chống hai tay lên lan can, nói nếu ngài ra tay, hiệu quả trấn nhiếp sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa tôi cũng muốn thử xem, lấy năng lực tôi bây giờ, có thể giết chúa tể hay không, nếu thành công, vậy nhất định rất thú vị. Cầu trưởng lão cười lên, khẳng định là lên thời sự quốc tế cái loại đó. Dừng một chút, hắn nói, tôi có thể không ra tay, nhưng tôi phải áp trận cho cậu, phòng bị ngoài ý muốn. Nếu như vậy, tôi còn sử dụng hình thần câu diệt đao như thế nào? Trương Nguyên Thanh trầm mặc vài giây, đột nhiên nói, cầu trưởng lão, ông quá chiếu cố tôi rồi. Cậu là nhân tài ngũ hành minh trọng điểm bồi dưỡng, vị minh chủ thứ 6 trong tương lai, tôi tự nhiên chiếu cố.
Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa đã muốn nói, đừng giả bộ nữa, quan hệ của ông với cha tôi biết rõ. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Lúc này, hắn thấy Khấu Bắc Nguyệt đội mũ bảo hiểm, ngồi xe điện ra ngoài đi ship đồ, liền nói ngay, cẩu trưởng lão, buổi tối đến biệt thự ăn đồ nướng. Người trẻ tuổi các người chơi đi. Cẩu trưởng lão lắc đầu, từ chối. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, thuận thế nói, vậy ngài đi về trước, tôi nghĩ ra còn có việc, lại đi khách sạn một chuyến. Phụ cận không có nguy hiểm, tôi đã điều tra, chẳng qua tốt nhất đừng ở bên ngoài lâu. Cẩu trưởng lão hóa thành hào quang rời đi. Trương Nguyên Thanh nhìn phương hướng hắn biến mất, thầm nhủ nếu tiến triển thuận lợi, không có mấy giờ cũng không về được. Đạo sư nói, lạt mềm buộc chặt là lộ số trêu chọc phụ nữ lúc nào cũng linh. Ngươi không thể một mặt thuận theo tâm ý bọn họ, thứ quá dễ dàng đạt được, sẽ không được quý trọng, chó liếm sẽ không được quý trọng. Tiểu viên bây giờ đối với ngươi vừa xấu hổ vừa cảm kích, lúc này ngu ngốc đi lên liếm nói, không sao, tất cả cái này đều là tôi tự nguyện. Vậy thì quá ngu rồi, phải cố ý bày ra thái độ lạnh nhạt, không hứa hẹn không bày tỏ thái độ, không tha thứ không trách cứ, để tinh thần cô ấy tự đấu tranh. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2060, đơn hàng vài tỷ một. Chờ cô ấy sắp xỉ tương đối rồi, cậu đột nhiên làm một phát hồi mã thương, cô ấy sẽ cảm giác hết sức bất ngờ. Lúc này hướng cô ấy đưa ra một ít yêu cầu quá phận, thường thường đều có thể thành công. Cho nên Trương Nguyên Thanh tính nửa đường giết về, hướng tiểu viên đề cập yêu cầu quá phận một chút, ví dụ như làm chó liếm của cô. Ai, đạo sư dạy hư mình rồi. Trong tiếng thở dài, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay, hóa thành ánh sao biến mất. Quầy lễ tân, Triệu Hân Đồng cúi đầu chơi điện thoại di động, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn bay múa ở trên màn hình. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi từng tới khách sạn, hắn không có việc gì, cũng chưa bị thương, mọi người không cần lo lắng. Khách sạn làm ăn bình thường, mỗi ngày khách đều không ở kín phòng, Triệu Hân Đồng ở nơi này đứng một ngày. Khách sạn chỉ nghênh đón 3 đợt khách, cho nên cô có cả đống thời gian chơi điện thoại di động. Các đồng bạn trong group cực kỳ chú ý chuyện này, tuy tiểu viên đã báo cho bọn họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bình yên vô sự quay về Tùng Hải, nhưng tình hình cụ thể cũng chưa nói gì. Bản thân tiểu viên cũng không rõ. Dì Phương, không có việc gì là tốt rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này giúp một việc lớn, chúng ta nên tìm cơ hội cảm tạ một phen, mọi người rút thời gian đi khách sạn một chuyến. Bá Vương Biệt Cơ, các ngài à, loại nam nhân cường đại này đối với tỷ có sức hấp dẫn chí mạng. Điềm Tâm Hồng Ma gọi Bá Vương Biệt Cơ, chúng ta là muốn cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải trừng phạt hắn, ngươi cút qua một bên. Triệu Hân Đồng gọi dì Phương, hắn sắp tới sẽ không ra ngoài hoạt động, về sau đi. Dì Phương, ai bị chúa tể nhằm vào, đều sẽ lựa chọn thu mình. Dì Phương bày tỏ lý giải. Triệu Hân Đồng, mặt khác lại thông báo mọi người một sự kiện, nguyên nhân sự kiện lần này là tổ chức tà ác muốn lợi dụng tôi câu ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tin tức thân phận thành viên đoàn đội hẳn là đã tiết lộ, mọi người nhanh chóng chuyển nhà, đổi công việc, càng nhanh càng tốt. Tin tức này khiến mọi người kinh hãi. Bác Dương, tiểu viên sao không nhắc nhở mọi người? Triệu Hân Đồng, Dương bá đừng vội nha, thế này đã rất nhanh rồi, chúng tôi vừa mới điều tra rõ. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn buổi sáng chạy tới phân bộ Bạch Trá, đến buổi chiều chạy thoát mai phục trở về Tùng Hải, toàn bộ quá trình không đến một ngày. Lâm Sung, đáng chết, tin tức thành viên sao lại tiết lộ? Triệu Hân Đồng, tiết lộ tin tức là Lương Thần chọn chủ mà thí, trước mắt hắn đã chạy khỏi khách sạn. Trong group tràn đầy tiếng tức giận mắng. Nhân gian lưu lãng khách, không cần vội, trong group người có công việc hẳn hoi chỉ mấy người như vậy, tạm rời cương vị công tác là được. Giống tôi loại, không có nơi ở cố định này, trái lại không sao cả. Triệu Hân Đồng buông điện thoại di động xuống, nhìn về phía tiểu viên ngẩn ngơ xuất thần, thấp giọng nói, tôi đã thay ngài thông báo mọi người rồi, ngài đang nghĩ cái gì thế? Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đi liền tâm sự nặng nề. Cô thật ra có thể đoán được, học sinh cấp 2 không phải trẻ con, lần trước khách sạn nghe kinh, Khấu Bắc Nguyệt đã ghen tuông ngầm trào phúng tiểu viên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu đương nồng thắm. Khẳng định là vì chuyện này, khiến cảm tình của hai người lâm vào nguy cơ, không có việc gì. Tiểu viên thản nhiên nói, suy nghĩ về sau tránh né nguy hiểm như thế nào, Vô Ngân đại sư không ở khách sạn, chúng ta phải cẩn thận chút,
không thể liên lụy Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Vâng, Triệu Hân đồng mím môi gật đầu. Xem giọng điệu của Tiểu Viên, cô liền biết mình đoán đúng rồi. Triệu Hân đồng khẽ khẽ thở dài. Cũng chỉ có thể thở dài, việc người lớn trẻ con không xen mồm vào được, cô cũng không có tư cách xen mồm. Triệu Hân đồng một lần nữa cúi đầu, mở ra bình đài đặt hàng, nói, sắp đến giờ cơm rồi, dì Tiểu Viên, tôi gọi cơm nhé. Bữa tối không phải đều do Khấu Bắc Nguyệt đưa về sao? Tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắt lời cô. Triệu Hân đồng ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy ánh sao từ đại sảnh dâng lên, mắt Tiểu Viên hơi sáng lên. Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sao đi ra, tới quầy lễ tân, nhìn học sinh cấp 2, tôi nhớ ra có việc cần nói với Tiểu Viên, cô lên lầu trước. Triệu Hân đồng nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Viên, khuôn mặt hơi non nớt hiện lên nụ cười, vâng, hai người từ từ nói. Cô cầm điện thoại di động, chạy bước nhỏ vào bên trong khách sạn. Tiểu Viên ở sau khi nghe được thang máy truyền đến tiếng mở cửa tinh, chủ động mở miệng, lạnh nhạt như trước, cậu hẳn là biết, bên ngoài không an toàn, bao gồm khách sạn Vô Ngân. Vô Ngân đại sư trước khi đi, hẳn là có cho cô con bài chưa lật giữ mạng nhỉ. Trương Nguyên Thành chẳng hề để ý vòng qua quầy lễ tân, ngồi xuống ghế tựa ở phía sau Tiểu Viên. Hai người đều chưa nói chuyện, trầm mặc vài giây, Trương Nguyên Thanh chủ động yên lặng, lần trước cô không phải muốn kể cho tôi chuyện nhân gian lưu lãng khách sao? Hắn giọng điệu tản mạn, như là đang nói chuyện phiếm. Các bạn vừa nghe xong tập 206 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.